Tế Điên Nam Định trên kênh YouTube cũng như là trên fanpage Tế Điên Nam Định. Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng của tháng 9 năm 2023, Tế Điên lại lên livestream kể những câu chuyện trải lòng của mình trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Trước khi livestream, Tế Điên gửi lời chúc khán giả yêu quý của mình trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định cũng như là các chú, cô chú, anh em, bạn bè, chị em, các cùng các cháu trên fanpage Tế Điên Nam Định có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, tràn ngập những yêu thương. Chúc tất cả cộng đồng mạng có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Đó là những gì mà Tế Điên luôn luôn gửi đến mọi người yêu quý của mình trên kênh. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9, ở trên các phân trường trại rất là vui và láo nhiệt mọi người. Tại làm sao? Vì là những cái ngày này là ngày lễ, đại lễ của đất nước Việt Nam. Là một, thứ hai nữa là những ngày này ở trên các phân trường trại là ngày mùng 2 tháng 9 là ngày được giảm án, tha tù trước thời hạn, cũng như là được đặc xá, cũng như là được giảm án, chấp hành phạt tù cho các phạm nhân chấp hành án từ khá tốt trở lên. Vào những vào một năm thì ở trên trại giam có 3 mốc vào giảm, đó là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùng 2 tháng 9 và Tết Nguyên đán. Hôm nay, năm nay phạm nhân A vào giảm và 34 thì năm sau cũng lại 30 tháng 4. Mà phạm nhân nào mà giảm vào 29 thì cứ mùng 29, một năm các phạm nhân được giảm án được một lần. Bởi vậy trên các phân trường trại trên toàn quốc hôm nay rất là vui. Vui từ đêm hôm qua các mọi người ạ. Vì làm sao mà vui từ đêm 31? Đó. Vì là có những phân trường trại đọc giảm án tha tù trước thời hạn vào ngày mùng 1, nhưng có trại lại đọc vào ngày mùng 2, sáng ngày mùng 2. Đó là còn do đặc thù của các trại nữa. Bởi vậy tất cả các phạm nhân đều thao thức của cái ngày 31, ngày hôm qua. Đó. Người ta biết được về, người ta biết là được giảm án vì người ta không vi phạm gì mà. Và người ta biết được đặng xá có hai lý do. Một là những người sanh chín, người ta chấp án cải tạo, người ta lấy thước đo lao động là thước đo của mỗi phạm nhân chấp hành án trong cái trại giam. Đó. Và ban giám thị và hội đồng cán bộ cũng nhìn những cái ngày tháng mà họ chấp hành án tốt, chấp nội quy, quy chế trong trại giam từ tốt, khá tốt trở lên, thì người ta sẽ được vào 1/3 mức án, người ta sẽ vào được vào mốc giảm án. Đó. Mốc giảm án đầu tiên thì nó cũng không quy định theo một gì hết, vì nó còn do theo từng tội án đó của hồ sơ của mỗi phạm nhân nữa. Đó. Nhưng là thấp nhất là được 1 tháng. Trước đây là mốc thấp nhất là 3 tháng. Nhưng là đến năm 2010, lúc đó Tế Điên giật mình khi trại giam Hà đọc giảm án cho phạm nhân 1 tháng. Thì lúc đó Tế Điên biết là bộ luật sửa đổi và thêm là phạm nhân giảm mốc 1 tháng. Chứ trước đây là thấp nhất là 3 tháng đó. Vì sau này năm 2010 là giảm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Nó còn tùy theo bản án của mỗi phạm nhân lúc mà bị bắt. Nó là do tội phạm mình gây lên nghiêm trọng thì nó bị khống chế bởi vì giảm xét. Đó mọi người. Còn án đẹp thì người ta giảm kinh lắm. Thế là kể cả sanh chín nhé. Thế nên nói sanh chín. Thế thì ngày trước ngày mùng 29 là ngày mùng 1 tháng 9. Các trại rất là đông vui. Những người anh em có gia đình có điều kiện lo giảm án, người ta biết chắc là sẽ được giảm án, hoặc người ta biết chắc được trở về, được tha tù trước thời hạn, họ rất là vui. Và được đặng xá họ cũng biết.
và họ sẽ điện cho dân thân đó, lên trước khoảng 2-3 ngày đó. Nhất là gửi đồ đạc, tiền để vào người ta làm mâm cơm, mời những người anh em, bạn bè và quan hệ trong buồng giam để ngồi ăn bữa cơm với mình. Đó là gọi là bữa cơm thân mật, để mai người ta trở về. Đó là bữa cơm chia tay người trở về xã hội và người ở lại vẫn còn đang chấp hành án cải tạo, và gửi chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Người về thì chúc anh em ở lại cố gắng cải tạo sớm trở về với xã hội, và cũng mong những người anh em cải tạo ở lại đó sớm được vào giảm án và được đặc xá hoặc là tha trước thời hạn. Và người ở lại thì cũng chúc người trở về xã hội là về giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm ăn và là một người công dân có ích cho xã hội. Đó. Họ rất là vui và láo nhiệt vào những ngày đó. Còn anh em xanh chín thì người ta cũng biết là người ta, vì người ta biết được, vì là người ta cải tạo, người ta phải biết chứ. Cả năm phấn đấu từ khá tốt trở lên, người ta sẽ vào được giảm. Và chấp hành án 1/3 mức án thì người ta vào giảm. Đó. Đấy là người mốc đầu tiên. Còn cái người mà đang đà, tức là năm trước người ta đã giảm rồi, thì năm nay người ta không vi phạm gì, thì đến ngày đó thì người ta như đinh đóng cột. Đó. Người ta kể cả là lúc người ta cũng nào cũng xác định là đọc là có tên là được giảm. Đó. Nhưng là người ta vẫn thổn thức. Đó. Không biết là mình giảm mấy tháng. Trước mình giảm 3 tháng rồi. Không biết là họ cũng cầu nguyện từ ở trong tâm khải người ta. Thôi cô thương hoặc kẻ trời Phật thương mình. Mai sẽ đọc cho mình 9 tháng 1 năm chẳng hạn. Đó. Thế bởi vậy là tất cả đều hòa chung cái niềm vui đó. Hòa chung cái niềm vui đó. Còn liên hoan thì nó tùy theo kinh tế của mỗi phạm nhân. Người không sợ, không gia đình gọi là sâm phâm y toàn tập. Ở trong miền Nam người ta gọi, trong Sài Gòn, anh em Sài Gòn thì người ta gọi là mồ côi đó. Đó là người không có gia đình. Ngoài Bắc thì gọi là sâm phâm y. Đó. Đó mọi người ạ. Đấy là danh từ lóng trong nhà tù. Thế thì những người đó không có thì người ta cũng được ban giám thị và hội đồng cán bộ. Đó. Vì những ngày lễ của dân tộc mà, của đất nước, nên là tất cả các trại đều được nghỉ những cái ngày lễ lớn, và người ta sẽ có khẩu phần ăn. Đó là sẽ được có mèo. Có mèo. Mèo thì ở các trại nó cũng tùy, ở các trại nó cũng không trại nào giống trại nào cả, nhưng là những các phân trại mà tới điên đi cũng 5 trại trung ương rồi thì cũng đa số là thịt lợn và miến đó, miến măng và sườn. Sườn thì nó thật sự là sườn thì chắc không có đâu, toàn là xương sẩu linh mà thôi, chứ sườn thì chiến tuổi, sườn thì gần như là bếp ăn rồi là các ông giáo ở thửa, chứ còn thì chưa đến lượt tù để ăn sườn, với ăn cái ngon thì không có, nhưng là cũng gọi là động viên như anh em phạm nhân đó, cũng có bữa mèo trong những cái ngày đại lễ của dân tộc đó. Đấy là tiêu chuẩn của các phạm nhân đó, ăn vào ngày 2/9. Có trại thì cho ăn buổi sáng buổi chiều, nhưng có trại thì cho ăn mỗi buổi sáng thôi, rồi là chấm dứt cuộc chơi luôn. Đó. Tu mà thì không được đòi hỏi, chó thì hưởng. Thế thôi. Đó là môi trường nhà tù. Đó như là Đảng và Nhà nước cũng như là ban giám thị cũng quan tâm đến anh em, đời sống của anh em phạm nhân. Ngày nghỉ 2/9 cũng giết lợn và cũng làm canh miến, măng chẳng hạn, hoặc là thịt kho để cho anh em phạm nhân ăn mèo trong những ngày lễ Tết. Đó. Thế thì người về thì rất là vui, còn người ở lại thì tâm tư, người thì chưa vào mốc giảm thì nhìn thấy vậy, họ khao khát, họ cố gắng cải tạo để cũng được giảm như các phạm nhân khác, để sớm trở về với mái ấm gia đình, với cộng đồng, với xã hội. Đó. Nhưng là trong cái ngày vui đó thì bao giờ cũng vậy. Xã hội bao giờ nó có hai mặt. Có thiện, có ác. Khúc sông thì có bên lở, bên bồi. Trời thì có ngày và đêm. Đất và trời. Âm dương.
ngũ hành đều phải có cái tư khắc với nhau. Thì nhà tù vậy thôi, có niềm vui thì phải có nỗi buồn. Nhà tù nó cũng như một xã hội thu nhỏ mọi người ạ. Thì kẻ về thì niềm vui tụt cùng rồi đó, chỉ còn có mấy tiếng nữa thôi, chỉ còn giây phút nữa thôi đó, sẽ được ban lãnh thị hội đồng cán bộ đọc và mình sẽ được cầm tờ giấy lệnh tha chấp hành án cải tạo, xong mình về với xã hội được ôm trong vòng tay của bố mẹ, của gia đình, của vợ con, hạnh phúc lan tỏa. Thế còn người ở lại thì buồn đó là họ nhìn thấy những người anh em biết rằng là người ta bắt sớm, người phải về sớm thôi, và người ta chấp hành án xong thì người ta phải về thôi, nhưng là cái người ở lại vẫn có một gì đó sao lòng là họ nghĩ buồn đến biết bao giờ. Có những người ta án dài mà biết bao giờ mình mới được cầm lệnh tha, đến biết bao giờ mình được trở về với xã hội, và họ cứ miên man theo những dòng suy nghĩ đó. Có những người vào những ngày đó thì có những người án dài mà người ta buồn, người ta chán đó, người ta nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, tự nhiên lúc đó nó trỗi dậy mà, và người ta có khi buồn, có khi ta bỏ bữa cơm, không ăn bữa cơm đó. Đó, như đa số thì cũng ăn thôi, nhưng là trong tâm thì rất là buồn. Còn có người thì yếu mềm thì người ta lại lăn như dòng nước mắt, người ta không thể ăn cơm được khi nhìn những người anh em trở về xã hội, mình thì vẫn ở lại với những năm tháng dài đằng đẵng. Mọi người biết rằng là án 25 chung thân thì tiến lên không nói chung thân thì, nhưng còn án số 25 mọi người có tính xem là 20 quyển lịch đặt lên mỗi một ngày, hết giờ, hết 12 giờ đêm Tí Ngọ của tôi, mọi người mới được xé một tờ lịch, đến bao giờ. Còn những cái gì qua đi thì chẳng nghĩ là nhanh đó, nhưng mà mình đang đi trên con đường hoặc mình đang chấp hành án cải tạo thì nó lâu lắm, không đơn giản, không đơn giản. Nên bởi vậy họ lại phải cố gắng. Nhưng mà có những phạm nhân thì cũng rất đen, chỉ còn có mấy ngày được đặng xá và giảm án về thì lại gây ra đánh nhau. Thì mọi người biết rồi, trong bữa cơm, mâm cơm trong gia đình, cái đũa bát còn va đập với nhau. Trong gia đình anh em ruột còn tình cảm còn cãi nhau. Thì đừng nói trong nhà tù là trốn ba quân, là trốn ở trại có hàng chục tỉnh thành đó, khác nhau. Anh em mỗi người một tính một lết, vào trong đó thì mới biết rồi, không ai tốt mà vào nhà tù cả. Toàn bát nháo chi khiên, bố láo ăn cắp, lười láo đầu ăn lóng, đủ các loại tội mới vào nhà tù, đúng không mọi người? Tham ô thì, hoặc là những cái như gọi là án đẹp, gọi từ trong nhà tù, dưới nhà tù thì gọi là án đẹp thôi, chứ còn thật sự là đã là vi phạm thì chả có cái án đẹp, án không đẹp cả. Nhưng là ở trên trại thì người ta lại phân chia như vậy, án đẹp nám tham ô đó, lừa đảo đó, thì người ta lên, người ta ban giám thị người ta có thể cho một cái chân cải tạo, chân diện rộng, tức là ngon lành. Nhưng là mà án cướp hoặc án giết hoặc là gì đó, trộm cắp hay là cướp bóc gì đó thì nó lại vào cái độ quản chế, vì là lưu manh mà. Thế đâm ra là đó, nó cũng phân biệt rất là nhiều trong trại. Đó, án đẹp, nhân thân đẹp thì tất nhiên là án nhân thân đẹp thì là ok rồi, vì người ta tù tăng đầu. Nhưng còn 4-5 tiền án như tế điên chẳng hạn, hoặc những người mà đã trải qua nhà tù nhiều rồi thì người ta lại hay bị tống vào đội quản chế. Quản chế là sao? Quản chế là sẽ bị kìm hãm về nhiều thứ, tức là trông coi, phải để ý những cái thành phần bất hảo, chuyên coi nhà tù như nhà. Đâm ra là người ta đấy gọi người ta đội quản chế, tiền án nhiều và án dài là người ta sẽ cho vào đội, hoặc là bầy nhầy bạc nhạc đâm chém trên các trại giam, chuyển về thì người ta sẽ cho vào đội quản chế đó, mọi người. Còn những người chấp hành án cải tạo tốt đó, nhân thân đẹp, án đẹp đó, như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giữ dân hay là tham ô, tham nhũng thì là người ta là gọi là án đẹp, trên trại là đẹp đó. Nhưng mà để mà nói so đấy là trên trại thôi, còn so với cái tính chất thì người ta thì mọi người biết rồi, có những vụ lừa đảo đến hàng chục tỷ, làm xung quỹ nhà nước, làm ảnh hưởng cả đến nền kinh tế của đất nước mình. Như là người ta vào đấy vẫn sướng như ông vua, người ta có tiền đó, người ta có tiền đó, rồi là người lại còn cho là án đẹp đó, người ta lại được cải tạo còn hơn cả
những người án như anh em Tế Điên hoặc là những người mà án cướp giết chẳng hạn như vậy đó, nó khổ như vậy đó. Đúng là thật sự là anh em từng chia sẻ mà có tiền thì vào nó có hết đó, đó là với thời buổi kinh tế tù, bây giờ cũng tù kinh tế, có tiền là bạn có thể có chân chơi, nhưng là không có gì bằng độc lập tự do. Bác Hồ thường nói một ngày tù thiên thu tại ngoại, ông có là ông vua con nhà tù, ông được sướng trong hạnh phúc ấm êm trong nhà tù thì ông cũng không bao giờ bằng được xã hội. Một người cơ hàn nhất ở xã hội, người ta thích ung dung tự tại, thích đi là đi, thích ăn là ăn, thích ngủ là ngủ, nhưng ông cho là ông vua con thì đến giờ ông cũng phải vào buồng và ông cũng phải ăn cơm theo tiếng kẻ, cũng phải cơm cân mặc áo số đó, vẫn phải đi làm mà đi làm không công, không đi làm là không được, kỷ luật giam riêng, dùng các biện pháp nội quy quy chế siết chặt luôn đó. Mà nếu ông cưỡng chế không lao động thì sẽ có hội đồng cán bộ dùng vũ trang bên bạo loạn bạo động vào, có thể cưỡng dùng lá chắn rùi cui bằng những đầy đủ những cái dụng cụ hỗ trợ cho trại giam, người ta xử lý ấy đó, nên là nó cũng rất nhiều. Rồi hiện nay sau này thì Điên sẽ làm những cái clip thật nhiều về những cái nét khuất trong nhà tù đó, những cái gì mà xã hội có những anh em bạn bè chị em các cháu chưa từng trải qua sẽ hiểu một phần nào trong thế giới của nhà tù, để cho mọi người hiểu, và các cháu cũng mong rằng những cái clip đó để các cháu nhìn và tránh xa, đừng có vào trong nhà tù. Trong nhà tù nó là nơi khốn nạn, đều giả lọc lừa bon chen âm mưu hại nhau, cũng chỉ vì xô nước, cũng chỉ vì chỗ ăn cho lầm, đâm chém nhau thêm án, có khi còn phải bị truy tố cho pháp luật, có người còn tử hình ở trên trại giam vì tội đâm chém và lấy đi tính mạng của người khác ở trên trại, thì bắt buộc mạng phải đền mạng thôi, cái gì nó quy luật sống của nó đó. Đó mọi người ạ. Thế thì người ở lại lối liềm rất là buồn, và người ta cũng nhìn thấy, và cũng có những người thì anh em phạm nhân, đa số anh em phạm nhân thì buồn thôi, một lúc thôi, xa lòng một lúc thôi, nhưng người ta sẽ nhìn thấy những phạm nhân sớm trở về như vậy để người ta phấn đấu, để người ta được cũng lại được một ngày, một là ngày nắng tươi đẹp, người ta sẽ lại được cầm một lệnh tha và bước trở về với xã hội, với mái ấm gia đình. Đó mọi người ạ. Đó là hôm nay thì Tế Điên cũng là ngày mùng 1 tháng 9, ngày mai là mùng 2 tháng 9 thì Tế Điên qua buổi live stream làm cái clip về những ngày quốc khánh và ngày đặng xá giảm án trên trại giam, để gửi đến trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định cũng như trên fanpage Tế Điên Nam Định. Cũng qua buổi live stream cho Tế Điên chúc tất cả các anh em phạm nhân đang chấp hành án cải tạo trên các trại giam, người về thì mong rằng những người anh em trở về xã hội đoàn tụ với gia đình là một người công dân có ích, và giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm ăn phụ giúp gia đình vợ con, làm những quay đầu là bờ, và cộng đồng xã hội sẽ không bao giờ xa lánh các bạn trừ khi các bạn tiếp tục vào con đường phạm tội. Xã hội lúc nào cũng mang rộng vòng tay để đón nhận những người anh em như mình. Còn những anh em phạm nhân còn đang chấp hành cải tạo thì Tế Điên cũng gửi lời chúc anh em cố gắng chấp hành cải tạo, chấp hành nội quy quy chế trong các trại giam để được sớm trở về với xã hội, với gia đình, vợ con. Vì xã hội, gia đình, bố mẹ, vợ con và những người thân nhân của anh em rất là mong ngóng mọi người anh em cải tạo từng ngày. Nên là hãy thương gia đình, thương bản thân mình, thương gia đình mà sớm trở về là một người công dân có ích cho xã hội, và là một người con, một người chồng xứng đáng. Tế Điên chào mọi người yêu quý.